từ Quỳ Hợp, miền Tây của Nghệ An. Hôm nay đang đứng rất gần sân khấu và đứng rất gần của với MC Công Đạt sẽ thể hiện các khúc này qua nền nhạc remix. Tất cả chúng ta vỗ tay thật lớn đúng không ạ? Lớn hơn một chút đi ạ. Xin cảm ơn rất nhiều chị DJ Lê Huyền Hoàng. The DJ's còn muốn em sâu sao hả? Em hát đi anh làm gì đâu, DJ. Hạnh phúc đâu sẽ kiếm tìm.